Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Con sông đang báo động lũ, Trung Quốc nín thở. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hối thúc các địa phương đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai do lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam, ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chủ trì họp thường trực chính phủ hôm vừa qua, yêu cầu tiếp tục triển khai công tác phòng chống lũ lụt, đảm bảo tài sản và tính mạng người dân. Tân Hoa Xã dẫn thông tin tại cuộc họp cho biết, mùa lũ năm nay hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc. Do đó, ông Lý Khắc Cường đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Song song đó, các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư để phòng chống lũ lụt ở khu vực miền Bắc sau khi mưa lớn đang có dấu hiệu chuyển dần từ phía Nam lên phía Bắc. Lũ lụt kỷ lục dự kiến xảy ra ở các khu vực phía Nam Trung Quốc trong ngày hôm nay khi mưa lớn đẩy mực nước ở đồng bằng sông Châu Giang lên mức cao nhất trong gần một thế kỷ. Lượng mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa, lưu lượng dòng chảy tại trạm Thạch Giác trên sông Bắc Giang thuộc tỉnh Quảng Đông đã đạt 18.500 m3 trên giây vào trưa nay, mức đo được cao nhất từ trước đến nay. China News ngày hôm nay đưa tin hơn 450.000 người ở thành phố Anh Đức, tỉnh Quảng Đông bị ảnh hưởng, hơn 1.200 người bị mắc kẹt và 36.000 người đã được sơ tán. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, kể từ chiều hôm qua khi mưa lũ bắt đầu, địa phương này thiếu nước sinh hoạt, bị mất điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Thành phố Thiểu Quan là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khiến các quan chức tỉnh Quảng Đông phải nâng cao cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất. Biểu đồ lượng mưa ở thành phố này đã lập mức kỷ lục vào cuối tháng trước. Một thành phố khác ở Quảng Đông là Thanh Viễn cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Tại tỉnh Giang Tây ở phía Đông Nam, chính quyền đã đưa ra cảnh báo lũ lụt sau khi có 485.000 người ở chính huyện bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã cho biết khu vực này chịu thiệt hại về kinh tế 74,2 triệu đô la Mỹ với 48.300 ha cây trồng bị phá hủy. Đầu tuần này, chính quyền tỉnh Quảng Đông cho biết tỉnh này hứng chịu thiệt hại ước tính khoảng 1,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương 284 triệu đô la Mỹ. Các quan chức địa phương cảnh báo tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những ngày tới và mực nước ở lưu vực sông Châu Giang sẽ tiếp tục dâng cao. Trên khắp miền Nam Trung Quốc, nước trên nhiều con sông đạt đỉnh. Tính đến 12 giờ ngày hôm qua, Trung Quốc vẫn còn 109 con sông có mực nước lũ vượt mức báo động, trong đó tập trung chủ yếu tại lưu vực sông Châu Giang ở địa phận các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến với mực nước vượt ngưỡng cao nhất lên tới gần 11 mét. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng trước đến tháng này đạt 621mm, mức cao nhất kể từ năm 1961. Vỡ hồ chứa Hồ Pô Giang. Thưa quý vị, 31 ngày mưa bão nghiêm trọng liên tiếp đã phá vỡ kỷ lục, nhưng cuộc khủng hoảng thực sự chỉ sắp bắt đầu. Lũ lụt ở Trung Quốc năm nay hiện đã bước vào ngày thứ 31 của những trận mưa lớn liên tục. Mặc dù lượng mưa ở các khu vực lũ do sông Dương Tử chi phối đã chậm lại một thời gian ngắn kể từ hôm thứ Hai, nhưng tiềm năng nước từ thượng nguồn vẫn đang đổ vào hồ nước Pô Giang ở tỉnh Giang Tây. Cho đến chiều qua, khu vực ngập lụt của hồ Pô Giang vẫn còn trong tình trạng mở rộng liên tục. Theo thống kê do Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc công bố ngày hôm qua, lưu vực sông Dương Tử trong thời gian qua liên tục có mưa lớn. Tính đến nay, các cảnh báo mưa lớn đã được đưa ra ở nhiều nơi trong 31 ngày liên tiếp. Trong số đó đã có 8 đợt mưa lớn trên diện rộng và 64% các quận và thành phố có khu vực đang trong tình trạng báo động thiên tai. Trong 31 ngày hiện tại của mùa mưa, lượng mưa trung bình tích lũy trên lưu vực sông Dương Tử là 152,3% so với mức trung bình của cùng kỳ năm trước và kỷ lục quan trắc cũng là cao nhất kể từ năm 1961. Nó nhỏ hơn 600cm của trận lũ năm 1998. Đó là thời kỳ quan trọng khi Trung Quốc sắp bước vào tình trạng lũ. Liệu tình hình thiên tai có còn tiến xa hơn? Nó cũng gây ra một mức độ căng thẳng cao trong chính quyền Trung ương.
cái gọi là 7 giảm và 8 tăng đề cập đến mùa mưa xảy ra trên khắp Trung Quốc như thường lệ hàng năm. Trong thời kỳ này, do lượng nước và không khí trong đất liền dồi dào và đối lưu mạnh, các vùng ven biển có thể bị bão tấn công và hoàn lưu ngoại vi của chúng, nên lũ lụt nghiêm trọng thường xảy ra ở nhiều nơi. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, trước ngày hôm qua đã có một đợt giảm lượng mưa ở miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là lưu vực sông Dư Tử. Ví dụ, Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nối liền thượng lưu và trung lưu đang trên bờ vực lũ lụt vào tuần trước. Cuộc khủng hoảng đã tạm thời được giải quyết sau khi đỉnh lũ đi qua, vì vậy giống như sông Dương Tử ở Vũ Hán trong ảnh. Sau khi thời tiết dịu đi trong 2 ngày qua, sẽ có một số lượng lớn đám đông xem nước lạc quan khi chứng kiến thời tiết khắc nghiệt. Nhưng ở tỉnh Giang Tây, hạ lưu từ Vũ Hán tình hình hiện tại không lạc quan như vậy. Ví dụ hồ Po Yang, nơi có diện tích ngập lụt vẫn đang tiếp tục mở rộng, hiện đã bước vào cuộc chiến tiêu hao vì 10.000 kiểm soát lũ. Ngoài việc huy động khẩn cấp các tổ chức phòng thủ dân sự ở nhiều nơi, chính phủ Trung Quốc còn tuyên bố cao giọng hơn PLA đến rồi và chuyển 7.000 quân từ khu vực quân sự phía đông trong đêm, thề sẽ bảo vệ hồ Po Yang với tất cả sức mạnh của nó. Tuy nhiên, theo dự báo thời tiết của Cục Khí tượng Trung Quốc, đợt mưa hiện tại sẽ chỉ kéo dài đến thứ Sáu. Từ ngày mai đến 3 ngày tới, lưu vực sông Dương Tử, đặc biệt là vùng trung lưu và hạ lưu hồ Po Yang, một đợt mưa xối xả mới đổ bộ vào Jinglai và đỉnh điểm nghiêm trọng nhất dự kiến rơi vào khoảng ngày mai. Do đó, hồ Po Yang, vùng nước đệm cuối cùng ở hạ lưu sông Dương Tử cũng sẽ gặp phải khủng hoảng lũ lụt nghiêm trọng hơn. Nhưng khi nào cơn mưa mùa hè năm nay mới dừng lại, ngay cả khi bạn đã gọi Seven Downs vẫn có edge up đến theo cách của bạn. Ngay cả khi ngày hôm nay đã qua vẫn có thể có bão dọc theo bờ biển phía đông nam, hoặc đơn giản là gặp phải trạng thái bất thường do biến đổi khí hậu gây ra. Và cùng lúc đó, sau sông Dương Tử, sông Hoài Hà ở Hoa Bắc, sông Hắc Long Giang và sông Tùng Hoa ở Đông Bắc Trung Quốc cũng sẽ có nguy cơ cao bước vào mùa lũ. Trên thực tế, tình trạng lũ lụt nghiêm trọng hiện nay và năm nay không chỉ có ở Trung Quốc. Ví dụ như đảo Sulawesi ở miền đông Indonesia cũng báo cáo ít nhất 26 người chết và 18 người mất tích do mưa lũ và lũ lụt trong tuần này. Bangladesh đang bước vào mùa mưa ở Nam Á, nhưng bất ngờ gặp phải sự cố chỉ có một lần trong thập kỷ mưa lớn. Hơn 1/3 đất nước bị nhấn chìm, nhưng mùa lũ dường như chỉ mới bắt đầu. Cảnh báo đã được đưa ra 31 ngày khi nào mưa mới tạnh. Hiện tại, Trung và hạ lưu sông Dương Tử đang trong thời kỳ có lượng mưa lớn nhất. Điều kiện khí tượng khu vực này trong thời gian tới sẽ như thế nào? Có mưa nhiều không? Yang Yanji, giám đốc Đài quan sát khí tượng Trung ương phân tích rằng trong những ngày tới, trên lưu vực sông Dương Tử sẽ có một đợt mưa mới. Phạm vi ảnh hưởng tương đối lớn. Ngoài lưu vực sông Dương Tử, từ Tây sang Đông nó cũng sẽ liên quan đến các khu vực như Yanghuai và Hongwei, mang lại mưa lớn hoặc mưa lớn cục bộ. Sau 4 ngày nữa, lượng mưa lớn ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử mới chấm dứt. Nhìn chung, trong 2 tuần tới, lượng mưa nhiều hơn ở thượng lưu sông Dương Tử và lưu vực sông Hoài Hà. Ngoài ra, các nơi xuất hiện lũ ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử cần chú ý đến các rủi ro khí tượng của lũ lụt và thảm họa địa chất tại ngã ba của Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây và Cam Túc và lưu vực sông Hoài Hà gây ra. Tại sao mực nước của hồ Po Yang lại tăng nhanh như vậy? Là hồ chứa cuối cùng trước khi sông Dương Tử đổ về hạ lưu, mực nước hồ Po Yang đã dâng cao do nhiều sông hội tụ và lượng mưa lớn liên tục. Mực nước nhiều trạm thủy văn khu vực hồ tiếp tục vượt mức cảnh báo. Theo số liệu quan trắc lúc 18 giờ ngày hôm qua, diện tích mặt nước chính của hồ Po Yang và vùng phụ cận lên tới 4.306 km2, lớn nhất trong 12 năm qua. Các chuyên gia cho rằng, việc duy trì mực nước bình thường của hồ Po Yang có vai trò hấp thụ và trữ lũ ở sông Dương Tử, rất có lợi cho sông Dương Tử và sẽ giảm thiểu rủi ro ở vùng hạ lưu sông Dương Tử. 1. Lý do địa lý, tỉnh Giang Tây được bao quanh bởi các dãy núi ở phía đông, tây và nam và đồng bằng hồ Po Yang ở phía bắc. Địa hình này khiến hầu hết các con sông ở Giang Tây cuối cùng đổ vào hồ Po Yang khi năm hệ thống nước chính của hồ Po Yang, Xinshui, Yangjiang, Puhe, Tân Cương và Raohe cuối cùng chảy vào sông Dương Tử qua hồ Po Yang. 2. Lý do mưa. Kể từ cuối tháng trước, miền Bắc Giang Tây và miền Trung Giang Tây đã hứng chịu những trận mưa xối xả liên tục, trong đó lượng mưa trung bình ở Nan Trang, Sang Rao và Yuyang đều đạt mức cao kỷ lục trong cùng thời kỳ. Trong thời gian từ 20 giờ ngày hôm qua đến 20 giờ ngày hôm nay, số hạt và thành phố ở tỉnh Giang Tây có mưa bão lớn lên tới 35 với phạm vi ảnh hưởng rộng lớn nhất kể từ kỷ lục khí tượng hoàn chỉnh vào năm 1961. Mưa lớn liên tục khiến mực nước hồ Po Yang ngày càng dâng cao. 3. Nguyên nhân của sông Dương Tử.
Cheng Shitao, thành viên Ủy ban chuyên gia của Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và là cựu phó kỹ sư chính của Học viện Khoa học Thủy điện và Thủy điện Trung Quốc nói rằng hồ Pujiang là một trong những hồ chứa của sông Dương Tử được kết nối thành một khối. Năm nay do lượng mưa lớn liên tục, mực nước sông Dương Tử dâng cao và hồ Pujiang bị ngập. Ngoài ra, tuyến đường thủy nối hồ Pujiang và sông Dương Tử rất đẹp. Theo số liệu, điểm hẹp nhất chỉ khoảng 3 km. Trong trường hợp lưu lượng sông Dương Tử lớn, việc xả lũ không đủ khiến mực nước hồ Pujiang tiếp tục với mức cảnh báo. Hồ Pujiang quan trọng như thế nào đối với việc kiểm soát lũ của sông Dương Tử? Có rất ít phụ lưu trong các khu vực mưa của sông Dương Tử, là hồ chứa cuối cùng trước khi sông Dương Tử đi vào vùng hạ lưu. Hồ Pujiang đóng một vai trò to lớn trong việc kiểm soát lũ lụt ở hạ lưu sông Dương Tử. Chen Xiangtao giới thiệu rằng nếu không có hồ Pujiang, năm vùng nước của các sông Xinshui, Nanje, Fuhe, Tân Cương và Raohe ở Giang Tây sẽ trực tiếp đổ vào sông Dương Tử và áp lực kiểm soát lũ ở hạ lưu sẽ còn lớn hơn. Do đó, sau khi năm vùng nước được điều tiết và tích trữ bởi hồ Pujiang và sau đó được bơm vào sông Dương Tử, nó sẽ trở nên tương đối êm và áp lực kiểm soát lũ ở hạ lưu sẽ giảm xuống. Do đó, việc duy trì mực nước bình thường của hồ Pujiang đóng vai trò hấp thụ và trữ lũ ở sông Dương Tử rất có lợi cho sông Dương Tử và cũng sẽ giảm thiểu rủi ro ở vùng hạ lưu sông Dương Tử. Đối mặt với trận lụt siêu lịch sử, lần này khác với năm 1998 như thế nào? Gần đây, mực nước hồ Pujiang, hồ nước ngọt lớn nhất ở nước tôi đã phá vỡ giá trị cực đoan lịch sử kể từ khi kỷ lục thủy văn bắt đầu. Lưu vực hồ Pujiang đang phải đối mặt với tình trạng kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ năm 1998. Dữ liệu lớn cảnh báo sớm, đo dòng radar, lưu trữ lũ vùng cực một chiều. Trước những trận lũ dữ dội hay thậm chí là dữ dội hơn, điểm khác biệt là các chiến thuật chống lũ được nâng cấp, các vật tư ứng cứu khẩn cấp được sử dụng rộng rãi và việc phản hồi có khoa học hơn. Sáng nay, một tình huống nguy hiểm đã xảy ra trên bờ kè sông Trường Giang ở thị trấn Pujiang, Yu Yingheng, chứng kiến hơn 200 cảnh sát vũ trang và binh sĩ cùng dân quân gấp rút ra cố bờ sông càng sớm càng tốt. Dân làng ngay lập tức được di chuyển đến khu vực an toàn, phản ứng khẩn cấp nhanh hơn và việc chuẩn bị vật chất tại khu vực tái định cư đã có một bước nhảy vọt về chất so với năm 1998. Trước trận lũ, chính quyền địa phương đã thành lập các trường học và trung tâm sinh hoạt của dân làng đã nghỉ lễ trước để làm điểm tái định cư khẩn cấp, trang bị mì gói, nước khoáng, chiếu chống ẩm, chiếu đồ dùng vệ sinh cá nhân, thuốc men. Ngày hôm qua, các em ăn ở khu tái định cư. Cùng ngày, dân làng ở thị trấn Pujiang, huyện Pujiang, tỉnh Giang Tây, những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã được chuyển đến nhiều khu tái định cư tập trung. Tại khu tái định cư của trường trung tâm may dây ở hạt Pujiang, trong vòng 10 giờ sau khi nhận nhiệm vụ, các tình nguyện viên và nhân viên đã bố trí 28 phòng học cho dân làng di rời đủ chỗ cho 519 người và phân phát nệm ga gối, bữa trưa dạng hộp nước uống. Vào sáng ngày hôm qua, hơn 500 người dân làng Quý Hồ, thị trấn Pujiang, huyện Pujiang đã được khẩn cấp chuyển đến một trường tiểu học ở quận Lỵ để tái định cư tập trung. Để cho dân làng uống nước nóng, các nhân viên đã dựng tạm một phòng đun nước sôi. Vào buổi tối, dân làng xếp hàng để nhận hộp cơm trưa của họ. Ông Hoàng Sinh Trang, 58 tuổi, mở ra xem và thấy có thịt lợn xé sợi với ớt xanh, bí đỏ chiên kết hợp giữa thịt và rau. Tôi không muốn một người dân nào phải di rời và tôi hy vọng lũ lụt sẽ rút đi càng sớm càng tốt, nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng chiến đấu với một cuộc chiến kéo dài, ủy ban cho biết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh tin mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.